Huấn luyện viên Chun Jae Ho nhận định đáng chú ý về ông Chao Xie. Cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, ông Chun Jae Ho đã có những nhận định về ông Chao Xie sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Iraq ở vòng loại hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Chao Xie nhận về nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ. Chia sẻ với truyền thông mới đây, cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, ông Chun Jae Ho đã có những nhận định, đánh giá về ông Chao Xie. Tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là vị trí cần phải mang về kết quả cho đội bóng. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo giai đoạn trước được người hâm mộ ghi nhận với những chiến thắng và danh hiệu. Còn hiện nay, huấn luyện viên Chao Xie đang trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thử sức vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ là cần phải trao cơ hội một cách phù hợp và có lựa chọn cho một số cầu thủ trẻ, kết hợp với các cầu thủ kinh nghiệm bởi cổ động viên Việt Nam luôn mong muốn có chiến thắng. Huấn luyện viên Hàn Quốc đưa ra nhận xét về phong cách làm việc của hai vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chao Xie có 4 trận thắng trong tổng số 8 trận tính cả giao hữu và chính thức. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Chun Jae Ho cho rằng thành tích của đội tuyển chưa được tốt lắm nên nhiều người thất vọng. Tôi cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn vì trong bóng đá không có câu trả lời nào chính xác 100%. Nhưng tôi nghĩ, dù việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ rất quan trọng, nhưng việc mang lại kết quả cho đội tuyển để chiến thắng, báo đáp kỳ vọng của người hâm mộ cũng được xem như sinh mệnh, vận mệnh của huấn luyện viên và toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển. Huấn luyện viên Chun Jae Ho là người giúp Hà Nội FC lên ngôi vô địch tại V-League 2022. Dù vậy, ngay sau đó, chiến lược gia Hàn Quốc đã nói lời chia tay với đội bóng thủ đô. Đội tuyển Việt Nam vừa hoàn thành 2 trận đấu đầu tiên ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi lần lượt thắng Philippines 2-0, sau đó thua Iraq 0-1. Hiện tại, những chiến binh sao vàng đang xếp thứ 2 với 3 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Iraq và xếp trên Indonesia, Philippines có cùng 1 điểm. Cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở với đội tuyển Việt Nam nếu giành kết quả tốt ở hai màn đọ sức liên tiếp với Indonesia ở lượt trận tiếp theo, diễn ra vào tháng 3 năm 2024.